sipping on some Joe's, Joe's, Joe's and some bae. Yeah, yeah, I'm sipping on some Joe's and some bae. Oh man, I feel that ghost in my veins. She said she's feeling loose off the flame. She said she loves the view from my place. Như thế nào về cái đoạn giới thiệu của mình thì đây là hôm nay mình sẽ làm một chủ đề, đó là một chủ đề cardio. Thì mình không biết các bạn cardio như thế nào, còn đối với mình á, mình rất là đa dạng mô hình cardio. Thứ nhất là mình không chỉ cardio ở ngay máy chạy bộ không, hay là mình sẽ đạp xe đạp. Thì một cái trò mà mình rất là thích đó là buổi sáng khi mà ánh nắng đẹp như thế này, hoặc là một cái khu nó thực sự nó khá là vắng vẻ như thế này, thì mình thấy rất là feel về việc là cứ bật lên và chạy thôi thì nó sẽ rất là ok. Tại vì dù gì truyền thống của mình nhìn dẫn thuần về môn điền kinh nhiều hơn, mà mình biết được một số bài khởi động HIIT trước khi mà buổi sáng phát sân đều chỉ đã chán, thì mình nghĩ là các bạn cũng phải nên đổi như vậy. Tại vì mỗi người mỗi sở thích, chứ không thể nào mà cho các bạn cứ ru rú trên máy chạy bộ được. Tại vì mình nghĩ máy chạy bộ là chỉ là một cái phương thức mà tập làm sao cho nó tiện lợi thôi. Còn nếu thật sự bạn muốn cardio theo được gọi là sự sở thích của bạn, được gọi là nó sao ta, nó enjoy á, thì mình nghĩ các bạn nên lựa chọn nhiều mô hình khác. Mình còn sẽ có những cái buổi hàng đánh cầu lông chẳng hạn, rất là nhiều cái ha. Thì đó là một trong những cái việc mà giải trí khi mà đối với là môn thể hình này. Ok, hello các bạn, các bạn mới vừa xem một cái đoạn là mình đang cardio ở ngoài. Thì thật sự á, mình cũng muốn gửi gắm các bạn, đó đã là vấn đề này là mình đã nói rồi, nhưng mà mình sẽ muốn nói là một cách kỹ lưỡng hơn, cũng như là mình muốn mở rộng một cái suy nghĩ nó, mình tính chất nó bao quát hơn. Mình sẽ nhắc lại về định nghĩa là thế nào là faster cardio. Thì có thể là nhiều bạn nghĩ là faster cardio là một cái hình thức nó khá là có thời gian buổi sáng, hay là nó rất là được gọi là nó quá là mệt mỏi khi mà bạn phải thức dậy và phải cardio nữa. Nhưng mà mình nhắc lại các bạn như thế này nha, fast cardio là một hình thức bạn đang di chuyển hoặc là bạn đang làm một cái việc gì đó nhanh dần đều hoặc là chậm dần đều. Nói chung là một cái hành động nó liên tục như thế này, không nhất thiết là bạn phải tăng độ lên quá nhanh. Nếu mà tăng lên thì càng tốt, nhưng mà bạn đang chậm dần lại, chẳng hạn như là bạn đi bộ từ từ thôi, thì nó cũng là một hình thức được gọi là fast cardio. Thì ở đây á, mình đang muốn mà làm một cái series mang tên kiến thức cardio, là như hôm nay đi, mình đang lựa chọn lại một cái môn mà đó giờ mình đó là một thế mạnh của mình, đó là mang tính điền kinh, là mình đang thực hiện những cái sự kết hợp với nhau, đó là functional, và mình đang chạy bứt tốc. Thì đó là một cái bài tập mình đang chọn ra, ví dụ như là buổi sáng mình sẽ chọn tầm cỡ 3 bài functional kết hợp, ví dụ toàn thân hết đất nè, hay là mình có thể bật nhảy, hay là gót chạm mông, hay là gót hay kiểu là tay chạm gót gì đó, rất là nhiều cái. Và sau đó mình sẽ kết hợp bằng cái việc là chạy biến tốc, là mình sẽ chạy tầm cỡ 4 lần và mình sẽ thay đổi cái động tác đó, thì làm cho nó gọi là thích thú hơn các bạn. Thì đây là một cái video mang tính chất là cho các bạn tham khảo, thì không nhất thiết là phải làm theo, tại vì có thể là đây là một cái khu nhà của mình á, thì nó sẽ được gọi là nó rộng rãi hơn, mình sẽ có một không gian để có thể làm được những điều này. Nhưng mà hứa các bạn là trong những series này á, mình sẽ cố gắng làm những bộ môn thật sự là phù hợp hơn và nó làm cho bạn cảm giác là thích thú hơn về cardio. Chẳng hạn như là bạn hay đánh cầu lông buổi sáng, hay là bạn có thể chạy bộ nhẹ vào buổi sáng trên máy chạy bộ, hoặc là bạn có thể thực hiện trên máy xe đạp nè, hay là bạn thực hiện một hành trình là đi xe đạp xung quanh thành phố, hay là bạn có thể dành ra 30 phút leo cầu thang tại nhà, hoặc là có rất là nhiều mô hình bạn. Vậy thì faster cardio đó là một hình thức tốt cho tim, là sau khi một khoảng thời gian 8 tiếng bạn đã ngủ và phục hồi được tất cả cơ bắp của bạn, thì lúc mà bạn thức dậy á, có một điều là bạn phải làm cho cơ thể của bạn sẽ đào thải cái lượng năng lượng ra trong cái lượng đồ ăn mà bạn sẽ nạp buổi tối đó, làm cho cơ thể của bạn có thể thâm hụt calo là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là tim mạch của bạn sẽ cảm giác là lưu thông được oxy nhiều hơn, cũng như bạn có thể giải quyết được những
cái vành mở hoặc là testosterone xấu trong cơ thể của bạn, thì đó chỉ dành 30 phút thôi. 30 phút là quá rồi bạn. Thì thường á là mình sẽ cho tăng dần đều theo những cái cấp độ, ví dụ là người mới tập đi sẽ là 15 phút mỗi buổi sáng, hay là 20 phút mỗi buổi sáng, tăng dần lên 22 phút, 23 phút và 30 phút là tối đa. Và 30 phút là dành cho những người thật sự quá yêu thích về thể hình, và bạn đang dành 30 phút đó để cải thiện cái độ tim của bạn. Và quả tim để dành cho cái từ cardio, không mang tính chất là đốt mỡ. Có thể là mình nói với bạn là về việc là không thuộc calo, nhưng mà đó là hoạt động thì bắt buộc phải đốt calo, thì cái việc mà đốt calo đó chắc chắn sẽ không quá nhiều, trừ trường hợp các bạn nào chọn hình thức H2IT vào buổi sáng thì lúc đó bạn sẽ đốt calo rất 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 là nhiều. Còn lại á, bạn chọn hình thức cardio LISS hay là những hình thức mà được gọi là đi bộ chậm hay là đạp xe đạp chậm cái gì đó đi, thì nó vẫn là cardio, tim mạch bạn vẫn hoạt động, nhưng nó sẽ không đốt calo quá nhiều bằng H2IT. Vậy thì nếu như bạn là một người đang có mục đích về giảm mỡ thì H2IT vào buổi sáng vẫn phù hợp với bạn, nhưng nó phải nằm ở một khía cạnh nha, là bạn phải cung cấp chất khoáng trước khi buổi sáng bạn ngủ dậy, và bạn phải dung nạp một lượng protein thì lúc đó bạn mới nạp H2IT được. Còn nếu mà bạn thức dậy bạn không có nạp protein gì hết, bạn chỉ uống nước thôi, bạn tầm cỡ 300 tới 350 lít nước, thì lúc này bạn chỉ cần cardio nhẹ trong vòng 15 phút tới 30 phút trong khoảng đó thôi. Lúc đó bạn về bạn tắm rửa, sau đó bạn tới thực hiện một cái bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất, thì lúc này bạn sẽ cải thiện được rất là nhiều điều. Một là tim mạch khỏe nè, thứ hai là bạn có thể tăng khẩu vị của bạn lên, cảm giác nó ngon miệng hơn, cái thứ ba là bạn sẽ đói bụng nhiều hơn nè, cái thứ tư bạn sẽ dung nạp được nhiều dinh dưỡng vào buổi sáng hơn, protein cá phá sẽ hấp thụ rất là nhiều, và cái cuối cùng bạn có thể tăng được những cái nhịp độ hơi thở của bạn, tăng nồng độ oxy trong cơ thể của bạn. Lúc này bạn có thể thực hiện được những bài tập trong cái buổi tập trong ngày hôm đó, ví dụ như là burpee set, super set hay là max OT kết hợp với lại nhiều cái phương pháp khác nữa. Thì đây là những cái lợi ích của fast cardio, mình nhắc lại các bạn như vậy. Thì đây là một trong những cái phương pháp dành cho các bạn rất là lợi ích nha, từ booking cũng phải cần, hay là cutting cũng phải cần, hoặc là bạn đang giữ normal những cái lượng cơ bắp của bạn mà cũng phải cần, tại vì nó toàn bộ đều phục vụ cơ bắp của bạn. Tại vì có hai điều mà các bạn đều luôn bỏ qua, đó là thể lực và cơ bắp. Thì đa phần các bạn tập cơ bắp không à, không liên quan tới thể lực. Còn đối với mình, khi mình tới cái mức độ này rồi á, mình thật sự hứa với bạn luôn, thì các bạn cũng biết rồi, mình là vận động viên thì mình chắc chắn mình sẽ có nhiều cái chất xúc tác lên trong cơ thể của mình, nhưng mà có một điều là mình luôn luôn bảo vệ quả tim của mình, mình không thể nào bỏ qua được. Thì đây là những kiến thức cần thiết cho các bạn, mình xin nói lại, và mình sẽ cố gắng làm nhiều cái series hơn về việc cardio, hoặc là mình sẽ nói rõ hơn về cái hình thức cardio như thế nào trong những cái clip sẽ vui hơn, hoặc là nó sẽ làm cho bạn thấy thích thú hơn trong quá trình cardio. Ok, hãy thử nha. Đó, có gì bạn hãy comment xuống dưới, hoặc là ai quên hãy nhớ like và subscribe ở trên để có thể biết được là mình sẽ làm được nhiều cái kênh YouTube như thế này hơn nữa, và nhiều cái kênh nó mang tính chất mới mẻ hơn. Và comment xuống dưới những cái câu hỏi mà bạn đang thật sự thắc mắc, hoặc là bạn hãy để chủ đề xuống dưới đi, mình sẽ cố gắng lồng ghép thêm và trả lời cho các bạn sau những video như thế này. Ok, bye bye. Chúc các bạn sẽ có nhiều cái cơ bắp rất bự hơn, hoặc là nó sẽ to hơn. Đừng có nghĩ là mọi cái chất kích thích gì đó sẽ làm cho các bạn có thấy bự hơn. Tại vì đối với mình á, người chơi nhiều chất kích thích thì phải giữ thói quen tốt hơn người bình thường. Thì đó là lời khuyên của mình. Cố gắng nha. Ok, bye bye. Hẹn các bạn ở những clip sau.